kê khống thêm một dòng trong bảng lương với số tiền bằng mức lương của một nhân viên, dùng thủ thuật ẩn dòng này trên máy tính, in bảng lương cho lãnh đạo ký duyệt, sau đó đem ra kho bạc và ngân hàng để chuyển số tiền này vào tài khoản riêng của mình. Bằng thủ đoạn này, trong 6 năm, một nguyên phó chánh văn phòng Sở Nội vụ đã chiếm đoạt số tiền của nhà nước trên 400 triệu đồng. Với hành vi này, ngày 8 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mã Diệu Lan, 40 tuổi, nguyên phó chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2010, Lan làm kế toán trưởng của Sở Nội vụ Kiên Giang, đến tháng 7 năm 2012, được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng. Nhưng bị cáo vẫn kiêm nhiệm công việc lập bảng tiền lương mà không bàn giao cho kế toán mới để lợi dụng chiếm đoạt tiền của nhà nước. Cụ thể, khi thực hiện bảng lương, Lan kê khống thêm một dòng bằng mức lương của một nhân viên khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Bằng thủ đoạn này, trong 6 năm, bị cáo Lan đã chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mạc Diệu Lan mức án 4 năm tù về tội tham ô tài sản.